chúng ta đến với trận đấu tiếp theo. Map đấu 3 AC, bên đội bạn là 2 AC, bên mình là AC Hero. Lợi thế một chút dành cho đội bạn. À mà như trận thì đóng hay cầm Ro, và tí là người cầm AC. Bên kia về lớp và Xuân Thứ đều được cầm AC cả. Và mình là Thần Hoa, không phải là Akiho, cũng không phải là Vê Nhã. Akiho thời gian gần đây thì được ưu tiên làm kèo live stream của Vlog. Chưa, vâng, sẽ gọi là thể thao, dù là thể thao gì chăng nữa, đây là thể thao điện tử. Đã có tinh thần thể thao là phải tinh thần thượng võ. Có cay cú đến đâu cũng chỉ là lời qua tiếng lại một hai câu thôi. Khi mà đang thi đấu thực sự là đánh chế rất cay. Khi mà thua xong là bị đối thủ mà củ hành hôm nào mà lại solo hoặc là đánh mà quân lại đen nữa, rất cay. Nhưng có đôi khi chỉ là lời qua tiếng lại thời điểm thi đấu thôi. Bước ra khỏi phòng thi đấu là anh em thì tay bắt mặt mừng ngay. Đánh chế mà để đánh nhau thì hỏng. Vâng, xin chào anh sĩ Đỗ Như. Nói chung là còn phải tùy ta phải biết tính cách của người trêu là ai, không phải ai người ta cũng trêu được. Con người nóng tính thì trêu đơn giản, trêu qua một tí thôi, không chơi lầy được. Có những người thì có thể lầy được. Tính cách tùy từng người. Và anh em đang theo dõi kèo thì anh em có thể ấn đăng ký và chia sẻ đường link YouTube cho anh em, bạn bè, những người hâm mộ đế chế để có thể theo dõi kèo thi đấu này, ủng hộ cho hai game thủ của Hà Nam. Vào những ngày mới thành lập thì mình thấy trên kênh YouTube mỗi khi kèo thi đấu rất nhiều anh em theo dõi. Dạo gần đây thấy ít quá. Vâng, đây là bài của game thủ Hoàng Mai Nhi, một bài mà thi đấu với 22 nông dân thôi. Khi mà bài đồ ăn nó cũng chỉ cho phép đánh như thế thôi, một hiêu và một voi. Bài này đôi voi thì có thể thêm được dân, lực sẽ khỏe hơn. Bài đánh theo kiểu tròn đồ đến từ game thủ Hoàng Mai Nhi, lên đời xong sẽ quấn được một vòng ruộng kín. Đây là bài của game thủ tí. Cánh bên này sẽ đối đầu với Xuân Thứ ở phía bên kia, đều là AC cả. Một bãi quả khá xa. Thì đã lên đời xong rồi. Như vậy là một bài kích đời 2 cũng là rất sớm. 24 dân. Phải chăng là một bài đánh A cao? Không, như vậy đánh A tại nhà. Bãi quả kia thì vẫn cứ để đi ăn hoang thôi. Không biết là bên kia 2 AC thì ai sẽ là người đánh chém, ai sẽ là người đánh cung. Tôi đoán là khả năng bên lớp sẽ đánh cung đấy. Thứ sẽ là người đánh chém. Mặc dù đi ăn bãi quả hơi xa nhưng lên đời cũng là rất ổn.
Quay trở lại với bài của game thủ Hoàng Mai Nhi thôi. Bài này là bài mà lên đời xong là phải phía ruộng, chỉ đủ cho cái công cho con ngựa giò thôi. Khá yếu. Nào sẽ tăng thêm BL dành cho game thủ Hoàng Mai Nhi. Bảo đúng là về lớp phía kia người đánh cục. Áo con tê đứng thủ rồi. Tê của đội bạn là chưa có giáp. Lên đời xong, như vậy đóng 1 P chứ không phải là chứ không phải là tăng thêm BL. Xuân Thứ là người chọc chéo. Cái cảm giác ấy bịp thật. Giật con nông dân vào trong rồi mà cái kiếm của con ngựa giò nó dài thế nhỉ. Bánh xe luôn. Dường như con ngựa giò của game thủ Xuân Thứ là người trung giáp đầy đủ. Khá chi. Có chạy đi không? Con ngựa giò. Xong. Tí bên này bắt đầu sóc tân đầu tiên. Vậy là bên kia game thủ Xuân Thứ lên đời là khá sớm đấy. Không lạc đà hình như nó vẫn chạy vào nhà tí. Không có tay dành cho Thứ thì phải. Và ba Nura đầu tiên đã nở ra. Cái này game thủ Hoàng Mai Nhi vẫn đang đứng thủ. Chỉ đẩy đi một con ngựa chém thôi. Đây là thứ hai. Bên kia thì game thủ Vlog đã có 4 con Nura. Đội bạn sẽ đi bán bãi vàng đấy. Mình nghĩ là đội bạn sẽ đi bán bãi vàng và sẽ bán phù của game thủ Hoàng Mai Nhi. Lạc đà của game thủ Xuân Thứ cũng ra đây luôn. Vàng Thí cũng đang có R ở đây để có thể hỗ trợ cho game thủ Hoàng Mai Nhi. Để đội bạn lợi thế hơn khi có lạc đà, bên mình thì làm ngựa chém. Đây là tí thằng hai 42. Bây giờ khu vực nhà của game thủ Hoàng Mai Nhi mới lại là khu vực chiến trường. Khi mà lạc đà của game thủ Vlog cũng như là cung R của xin lỗi lạc đà của Xuân Thứ cũng như cung R của Vlog cũng đẩy lên đây là khá nhiều. Tí đang bị vẻ và bắt mất 4 cung R. Hoàng Mai Nhi thằng hai 20. Bên kia AC của game thủ Xuân Thứ đang khá khỏe khi mà chưa mất dân nào cả. Hoàng Mai Nhi buộc phải dạt nhà đi rồi. Vâng, lạc đà của Xuân Thứ đông quá. Khoai. AC và AC của game thủ Xuân Thứ phía bên kia khỏe quá, hay là họ cứ đều như thế này thì thực sự là rất khó thở. Lạc đà nó khắc chém, không thể thủ được. Bài của game thủ Hoàng Mai Nhi mà là cầm con Pamiran cơ thì còn có khả năng cân. Hoàng Mai Nhi cầm con Pamiran cơ thì map này mới cân được, chứ cầm con Roman thì hơi khoai.